Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 9 tháng 3. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8. Huyện Kim Động không còn tình trạng dân bỏ ruộng. Nhiều hộ dân xã Tứ Dân thu nhập cao từ chuối vụ Tết. Thôn CD Quán Trạch xã Liên Nghĩa quy hoạch chăn nuôi ra xa khu dân cư đạt hiệu quả cao. Huyện Mỹ Hào còn 3 điểm chôn cọc cấm đường. Cô giáo Vũ Kim Ngư giỏi chuyên môn, tâm huyết với công việc. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 3, tại Thanh tra tỉnh Hưng Yên, đơn vị cụm trưởng cụm thi đua Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, gồm Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Mục đích của việc ký kết giao ước thi đua là nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 9 tỉnh phát động và giao nhiệm vụ cho ngành Thanh tra 9 tỉnh, cụm đồng bằng sông Hồng. Thông qua phong trào thi đua nhằm rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, thanh tra của cụm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính, thời gian qua, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành và các địa phương cung cấp dịch vụ hành chính công ích đến các tổ chức doanh nghiệp và người dân. Hiện Bưu điện tỉnh đã thực hiện ký kết với 18 trên 22 sở ban ngành và 10 trên 10 huyện thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công thông qua hệ thống của Bưu điện để phục vụ nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, đã có trên 55.200 bộ hồ sơ được giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh. Các dịch vụ công được Bưu điện tỉnh cung cấp với mức giá cước do nhà nước quy định, mang tính chất phục vụ, phù hợp với tầng lớp nhân dân. Ngoài việc chuyển phát hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến các cơ sở giải quyết thủ tục hành chính, Bưu điện phấn đấu năm 2018 kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thực hiện việc nhận, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính công ích đạt hiệu quả cao hơn. Năm nay do thời tiết thuận lợi, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu chăm sóc nhãn trong giai đoạn phân hóa hoa trước khi nở bông, tỷ lệ nhãn phát giỏ hoa đạt trên 90%. Toàn tỉnh hiện có khoảng 4.000 ha nhãn, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Khói Châu, 1.500 ha, Tiên Lữ gần 500 ha và thành phố Hưng Yên 900 ha. Theo bà con và các nhà vườn cho biết, năm nay do thời tiết tốt, tỷ lệ nhãn phát giò hoa ra nụ đồng đều và có khả năng sẽ cho đậu quả cao hơn so với năm ngoái. Thời điểm này nhãn đang ở giai đoạn phân hóa hoa, việc chăm sóc cũng đang đòi hỏi phải tỉ mỉ và kỹ lưỡng để nhãn nở bông đúng thời điểm. Hiện nay bà con đang tập trung cắt tỉa cành, bón phân và phun bổ sung dinh dưỡng cho cây nhãn để cây ra hoa, hạn chế rụng độ hoa cũng như tăng khả năng thụ phấn cho cây. Đồng thời chủ động việc phòng trừ các loại bọ xít, dẹp, tây vân nâu tránh ảnh hưởng đến năng suất nhãn. Nhằm góp phần hỗ trợ nông dân thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất chăn nuôi và chủ động được đầu ra cho sản phẩm, huyện Tiên Lữ đã đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã liên kết gắn việc thực hiện sản xuất chăn nuôi an toàn với tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã thành lập được 5 hợp tác xã liên kết, trong đó có 3 hợp tác xã liên kết chăn nuôi tại các xã Cương Chính, Đức Thắng và Hải Triều. Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Chiến Thắng ở xã Thiện Phiến và hợp tác xã trồng nấm ở xã Trung Dũng. Các hợp tác xã này hiện đang thu hút trên 50 thành viên tham gia, hoạt động theo phương thức là hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất nấm, rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cung ứng giống chất lượng và đảm bảo bao tiêu sản phẩm ra thị trường, góp phần giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất và thu nhập của các hộ thành viên.
Điển hình là Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Chăn nuôi Quảng Phát ở xã Hải Triều, Hợp tác xã Chăn nuôi xã Đức Thắng không chỉ giúp cho các thành viên chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn Việt Gáp kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm hiệu quả, mà còn liên kết xây dựng lò mổ, cung cấp từ 30 đến 40 tấn thịt lợn sạch một tháng ra thị trường, phục vụ người tiêu dùng với giá bán cao hơn so với thịt lợn nuôi cám công nghiệp từ 12 đến 15% trở lên. Từ năm 2017 đến nay, huyện Kim Động đã có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm. Nhờ đó, vụ lúa xuân năm nay không còn tình trạng dân bỏ ruộng. Vụ mùa năm 2017, tổng số diện tích nông dân bỏ cấy là 36 ha, trong đó một số xã thị trấn, người dân bỏ ruộng nhiều như Lương Bằng 10,2 ha, Chính Nghĩa 8 ha, Ngọc Thanh 8 ha. Nguyên nhân chính là do ruộng chúng trồng lúa kém hiệu quả. Thực hiện chủ trương chuyển đổi của tỉnh, nhiều diện tích đã được chuyển đổi sang trồng cây hàng năm như chuối, nhãn, cam, bưởi. Đến vụ lúa xuân năm nay, toàn huyện Kim Động không còn tình trạng người dân bỏ ruộng. Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhiều hộ dân xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu phấn khởi vì đã bán được giá chuối cao, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân nơi đây. Toàn xã Tứ Dân hiện trồng 500 mẫu chuối, chủ yếu trồng chuối tiêu hồng và chuối tây, tập trung tại thôn 5 mẫu. Nhằm phục vụ nhu cầu mua chuối của người dân trong và ngoài huyện trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn xã đã cung ứng ra thị trường khoảng 60.000 buồng chuối với giá bán tại ruộng từ 200 đến 250.000 đồng một buồng, cao hơn gấp 2 lần so với các thời điểm khác trong năm. Toàn xã đã thu được trên 12 tỷ đồng từ việc bán chuối trong thời điểm Tết Nguyên đán. Một số hộ dân đã thu nhập cao từ vụ chuối Tết vừa qua như gia đình ông Ngô Văn Công thu lãi 500 triệu đồng, ông Trần Văn Cuối thu lãi 550 triệu đồng. Vào thời điểm này, các hộ dân tiếp tục trồng và chăm sóc chuối để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Sau 2 năm đưa vào trồng chăm sóc và thu hoạch, hiện nay mô hình trồng táo Thái Lan của gia đình bà Thiều Thị Dinh, thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi cho thu khoảng 500 triệu đồng. Vườn táo của gia đình bà Tinh có diện tích khoảng 2 mẫu. Táo Thái Lan là loại cây dễ trồng, ưa nền đất ẩm. Nếu chăm sóc tốt, cây sẽ cho quả to, trung bình từ 10 đến 12 quả 1 kg. Chất lượng quả ngon, ăn giòn và ngọt. Ưu điểm của giống táo Thái Lan là cây nhanh cho thu hoạch, chỉ trồng một lần nhưng duy trì khả năng cho quả kéo dài đến gần 10 năm. Thị trường tiêu thụ thuận lợi, ngoài số lượng thương lái đến tận vườn thu mua, hiện nay bà Tinh đang cung cấp táo vào các siêu thị tại Hà Nội và các tỉnh lân cận với giá bán từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg. Năng suất vụ táo năm nay của gia đình bà Tinh đạt khoảng 13 đến 15 tấn quả. Những năm qua, thôn CD Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đã tích cực vận động người dân quy hoạch khu chăn nuôi tập trung ra xa khu dân cư, thu lại kết quả đáng ghi nhận, giúp cho những hộ chăn nuôi ở đây nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện nay, thôn đã quy hoạch được hai khu chăn nuôi tập trung là khu 4 mẫu 9 và ông Soàng, với tổng diện tích là 3,5 ha, bao gồm 16 hộ chăn nuôi quy mô lớn. Các hộ dân ở đây chủ yếu nuôi lợn với tổng số hơn 2.000 con, chiếm 80% số gia súc gia cầm của thôn. Sau khi chuyển trang trại ra khu tập trung, các hộ dân có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển đàn vật nuôi bởi đảm bảo các yếu tố nhiệt độ, môi trường chuồng trại, vệ sinh phòng dịch chặt chẽ cùng hệ thống xử lý rác thải hiện đại nên không còn tình trạng ô nhiễm chất thải chăn nuôi, dịch bệnh xảy ra. Để đạt được hiệu quả quy hoạch như vậy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền đến từng hộ dân áp dụng các biện pháp mạnh đối với những hộ cố tình phát triển trang trại lớn ở trong khu dân cư và tạo thuận lợi cho các hộ có nhu cầu chăn nuôi xa khu dân cư. Hiện nay trên địa bàn huyện Mỹ Hào đang còn tồn tại 3 điểm chôn cọc giữa đường cần sớm được phá bỏ, trả lại sự thông thoáng và an toàn cho người khi tham gia giao thông. Theo đó, trên địa bàn xã Nhân Hòa tại vị trí đường trục thôn An Tháp có hai cột bê tông được chôn ngay đầu đường nhằm không cho xe tải trọng lớn đi qua. Tại xã Minh Đức có hai điểm, trong đó vị trí thứ nhất là điểm tiếp giáp giữa quốc lộ 5A với đường liên xã đi qua thôn Sài Phi và thôn Vân An đi đến xã Dương Quang. Và điểm thứ hai là điểm tiếp giáp giữa quốc lộ 5 với đường thôn Dương Hòa. Xây dựng nông thôn mới, trong đó tiêu chí hạ tầng giao thông đảm bảo an toàn và thông suốt là chủ trương của nhà nước. Vì vậy, huyện Mỹ Hào cần sớm chỉ đạo các xã phá bỏ các vị trí cột gây mất an toàn và cản trở giao thông nêu trên. Đó
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên được tổ chức 4 năm một lần. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh nền thể thao tỉnh nhà. Đại hội lần này có chủ đề khỏe để xây dựng tỉnh Hưng Yên văn hiến, hội nhập phát triển. Ban tổ chức đã huy động gần 6.000 người tập luyện, chuẩn bị cho lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Kịch bản chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đã khái quát được tinh thần của cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và gắn với chủ đề khỏe để xây dựng tỉnh Hưng Yên văn hiến, hội nhập và phát triển. Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng quần chúng để khơi dậy truyền thống quê hương đất nước, đồng thời khẳng định về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Có thể nói kỳ đại hội lần thứ 8 này của tỉnh thì cái quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Công tác chuẩn bị, kế hoạch, rồi kịch bản rất là công phu. Cái màn đồng diễn này sẽ là một trong những cái màn mà ấn tượng nhất từ trước tới nay. Lễ khai mạc gồm hai phần là phần lễ và phần hội. Lễ diễu hành biểu dương lực lượng sẽ có sự tham gia của hơn 2.000 người, đại diện cho 28 đơn vị. Phần hội được xây dựng gồm 3 chương với các chủ đề chính như chương 1 Hưng Yên địa linh nhân kiệt anh hùng, chương 2 ươm mầm tài năng vươn cao tầm mới, chương 3 Hưng Yên đoàn kết hội nhập phát triển và hợp cảnh kết có tựa đề phát huy sức mạnh đoàn kết hướng tới tương lai. Chương 1 sẽ toát lên toàn bộ những cái giá trị lịch sử về cơ bản văn hóa để một lần nữa nhắc lại với thế hệ trẻ truyền thống của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên sang đến chương 2 thì chúng tôi tập trung vào tinh thần chính của đại hội thể thao. Và từ chương 2 này sẽ toát lên toàn bộ cái quá trình quan tâm của tỉnh nhà đối với cái công tác phát triển thể chất khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần chương 3 thì một lần nữa chúng tôi bao quát lại sự phát triển kinh tế chính trị của tỉnh trong suốt thời gian qua. Và đây là sự hội nhập để hướng tới tương lai. Để buổi lễ khai mạc diễn ra long trọng và ý nghĩa, ban tổ chức đã chỉ đạo tập luyện từ ngày 25 tháng 2 tại 5 địa điểm. Trường Trung học phổ thông Hưng Yên rất là vinh dự và tự hào có 850 học sinh tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh. Trong các cái buổi tập thì các em cũng rất là nhiệt tình và đặc biệt là các em rất ngoan. Các em ra tập mặc dù là trời mưa, ví dụ như hôm qua chẳng hạn, trời mưa như vậy mà các em cũng rất chịu khó tập. Tin tưởng rằng với nội dung đầy ý nghĩa và sự hăng say luyện tập của các diễn viên sẽ mang lại cho quý khán giả một màn khai mạc đầy hấp dẫn. Chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên vào ngày 25 tháng 3. Thực hiện quy định mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, ngay từ tháng 12 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường việc in cấp sổ bảo hiểm xã hội theo bảo hiểm y tế đồng loạt cho toàn bộ người tham gia trong toàn tỉnh. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp trên 933.300 thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia trong toàn tỉnh, hoàn thành 100% kế hoạch. Việc cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không chỉ giúp cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thuận lợi. Bên cạnh đó, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dễ dàng tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chống các hành vi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giả mạo để lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Cùng với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế mới, từ tháng 1 năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tiến hành chi trả trên 118 tỷ đồng khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Hiện nay, Bệnh viện Y học Cổ truyền đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như làm thủ tục ra viện, chuyển viện cho bệnh nhân trong ngày nghỉ như ngày làm việc bình thường. Và đây là một trong những hoạt động mà bệnh viện thực hiện nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Từ tháng 10 năm 2017, Bệnh viện Y dược Cổ truyền đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như làm thủ tục ra viện, chuyển viện cho bệnh nhân trong ngày nghỉ như ngày làm việc bình thường. Đây là một trong những hoạt động mà bệnh viện thực hiện nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Nếu như trước đây, bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được bác sĩ cho ra viện vào ngày nghỉ, nhưng thứ hai sau đó phải đến làm thủ tục thanh toán, thì hiện nay bệnh nhân hoàn toàn có thể thanh toán ra viện vào ngày nghỉ. Sắp tới, bệnh viện sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đón tiếp hướng dẫn bệnh nhân chu đáo hơn. Vừa qua, tại trường trung học cơ sở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi giáo viên tổ trưởng chuyên môn giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2017-2018.
Tham dự hội thi có 34 thầy giáo là tổ trưởng chuyên môn đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các giáo viên phải trải qua 4 phần thi gồm năng lực, hồ sơ tổ chuyên môn, viết bài luận và thi giảng dạy. Thông qua hội thi, ngành giáo dục đào tạo sẽ lựa chọn các giáo viên là tổ trưởng chuyên môn giỏi nhằm xây dựng đội ngũ các tổ trưởng chuyên môn làm nòng cốt trong công tác đổi mới, sáng tạo quản lý hoạt động tổ chuyên môn các nhà trường một cách hiệu quả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã công nhận danh hiệu giáo viên tổ trưởng chuyên môn giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh cho 11 thầy cô giáo. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự nỗ lực và tâm huyết với nghề, cô giáo Vũ Kim Ngư, giáo viên trường tiểu học xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp chồng người, được đồng nghiệp tin tưởng, học trò yêu mến. 25 năm đứng trên bục giảng, cô Ngư luôn dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và tìm ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài học. Các sáng kiến của cô đều được giải cao của các cấp, tiêu biểu như sáng kiến, một số kinh nghiệm giúp học sinh giải toán có lời văn, phát huy tính tích cực tự giác học tập cho học sinh lớp 1 đã đạt giải B cấp huyện, sáng kiến rèn kỹ năng giải toán về đại lượng cho học sinh lớp 5 được công nhận cấp tỉnh. Trách nhiệm với nghề và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, cô Ngư nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, tiêu biểu như năm học 2016-2017, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi giáo dục tiểu học cấp tỉnh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cô Ngư còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, giúp các phong trào của nhà trường sôi nổi hơn. Là người hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và lòng yêu nghề sâu sắc, cô Ngư luôn được ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp tin tưởng, phụ huynh và học sinh quý mến. Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đã được nhiều kết quả thiết thực, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2017, thôn được công nhận là khu dân cư tiêu biểu cấp tỉnh. Năm 2017, nhân dân đã huy động được hơn 200 triệu đồng, hiến gần 1.900 m2 đất và nhiều ngày công để làm trên 2 km đường thôn xóm, góp phần cùng thị trấn hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 38 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,3%. Thôn đã tổ chức cho các gia đình ký cam kết thực hiện xây dựng khu dân cư 3.0 và phong trào 2.0 hay có về trật tự an toàn giao thông. Có trên 93% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có thêm 8 gia đình được công nhận danh hiệu gương, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền. Hiện trong thôn có 4 dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các tin văn hóa. Mùa lễ hội tại các di tích thường tập trung đông người, nhiều hàng quán cộng với đốt vàng mã, cho nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra công văn số 91 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018, trong đó chú trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy tại di tích và lễ hội. Tỉnh ta có nhiều di tích và lễ hội diễn ra đầu xuân, vì thế ngay từ đầu năm 2018, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 32, chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết và lễ hội xuân. Mặc dù tại các lễ hội diễn ra trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy nào, tuy nhiên mùa lễ hội còn dài. Để đảm bảo an toàn, ngoài sự vào cuộc của công an, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích và ban tổ chức lễ hội cần thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, thùng nước, v.v. Đồng thời hướng dẫn người đi lễ không thắp hương và đốt vàng mã trong di tích. Là ngôi chùa thu hút hàng trăm du khách thập phương tới tham quan chiêm bái mỗi ngày, chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã có nhiều biện pháp tuyên truyền nhắc nhở người đi lễ không giải tiền lẻ, đặt và đốt vàng mã trong chùa. Năm nay, nhà chùa đã đặt thêm hòm công đức ở các ban thờ, đồng thời cử người thường xuyên kiểm tra, nếu thấy du khách nào đặt tiền lẻ thì sẽ nhắc nhở và hướng dẫn bỏ tiền vào hòm công đức, tạo cho người đi lễ thói quen đặt tiền giọt dầu, tiền công đức đúng chỗ, đúng quy định, không tự ý giải tiền lẻ ra khắp các ban thờ. Một điểm tích cực nữa tại chùa Nôm là ở các ban thờ hầu như không có hiện tượng du khách đặt vàng mã rồi sau đó đốt ngay tại chùa. Nhà chùa cho biết nếu du khách mang vàng mã vào lễ thì nhà chùa không nhận. Điều này đã tạo sự văn minh ở nơi tâm linh cũng như hưởng ứng thực hiện công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã.